Chào mừng anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với Base Academy. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về giao diện của bộ ứng dụng HRM. Và thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách tổng hợp dữ liệu nhân sự trước khi upload lên hệ thống. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về giao diện của phần mềm. Để có thể truy cập về hệ thống HRM, anh chị sẽ vào hrm.base.vn. Với đường dẫn này dành cho những người thuộc cấp quản lý, nắm quyền quản lý hệ thống, thì khi truy cập vào đây, nếu mà thông tin nhân sự đã được upload lên thì anh chị sẽ được nhìn thấy danh mục tất cả các nhân sự của công ty mình tại đây. Anh chị có thể hiểu đây là nơi khai báo dữ liệu nguồn cho tất cả các nhân sự trên hệ thống. Dữ liệu sẽ bao gồm những thông tin tổng quan về thâm niên, chức danh, vị trí, thông tin về lương, phúc lợi, thông tin về bảo hiểm, hành chính, thông tin về lịch làm việc và nghỉ phép, ví dụ như là ngày phép, thông tin về các team và người quản lý, thông tin cá nhân và liên lạc. Đây là giao diện chứa dữ liệu nguồn phục vụ cho tất cả các hoạt động phía sau, bao gồm chấm công tính lương, hoạt động liên quan đến thiết kế tổ chức hoặc là hoạt động liên quan đến đánh giá nhân sự. Tiếp theo, anh chị có thể thấy thanh menu dọc sẽ chứa những lựa chọn như là danh sách nhân sự, hợp đồng lao động là nơi để lưu trữ hợp đồng, phát triển sự nghiệp để nơi ghi nhận những hoạt động liên quan đến bổ nhiệm, tăng lương, hạ cấp, yêu cầu cải tiến, vân vân. Những phần liên quan đến bảng lương định kỳ và báo cáo nhân sự là nơi để chúng ta đưa ra những báo cáo nhằm đưa ra những đánh giá cho thành công ty, ví dụ ở đây là một báo cáo nhân sự. Trong các video sắp tới, trong từng nội dung thì anh chị sẽ được đi chi tiết vào những phần thông tin ở đây. Tiếp theo, chúng ta sẽ có phần thiết kế tổ chức liên quan đến cơ cấu tổ chức, vị trí công việc, danh sách nghiệp vụ và văn bản nhân sự. Thứ hai đó là phần quy định chính sách, các quy định chính sách và tài sản trí tuệ của công ty. Hai mục này chúng ta sẽ được tìm hiểu trong khoa học liên quan đến thiết kế tổ chức trong doanh nghiệp. Nội dung thứ ba đó là thành tựu và cống hiến. Ở đây là nơi lưu giữ lại những giải thưởng, chứng chỉ, cột mốc, ghi nhận và ghi nhận bảng xếp hạng của công ty. Anh chị sẽ được tìm hiểu nội dung của phần này trong rải rác tất cả các khóa học liên quan đến CNB, liên quan đến performance và review. Nội dung thứ tư đó là nội dung liên quan đến đánh giá nhân sự, chúng ta cũng sẽ được học trong khóa học performance and reviews. Cuối cùng là chính sách CNB. Ở đây sẽ lưu trữ về lịch làm việc, phúc lợi, nghỉ phép, bảo hiểm, thuế và ngày nghỉ lễ của nhân sự. Anh chị sẽ được tìm hiểu kỹ càng tất cả các thông tin ở đây trong khóa học Base CNB. Và bây giờ, không để các anh chị phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách làm sao để có thể tổng hợp nhân sự trước khi upload lên hệ thống để có một dữ liệu nguồn đầy đủ như thế này. Nếu anh chị đang theo dõi video này thì ở dưới đường link của video này sẽ có một cái đường link. Nó sẽ có một cái mẫu file để tổng hợp thông tin về dữ liệu nhân sự. Thì khi mà trước khi chúng ta triển khai hệ thống HRM của Base, anh chị sẽ cần phải tổng hợp một danh mục dữ liệu nhân sự giống như sau. Đây, bao gồm mã số nhân viên, họ và tên đệm, các thông tin của người đó và các thông tin liên quan đến công việc. Theo mẫu file ở đây thì anh chị sẽ giúp tôi, mình tổng hợp file từ bên tay trái qua bên tay phải. Thứ nhất, mình sẽ liệt kê ra tất cả các văn phòng của công ty, bao gồm tên văn phòng, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email. Sau đó thì anh chị sẽ tổng hợp các cái liệt kê ra các thời gian làm việc của công ty. Thời gian làm việc thì có thể có là loại hành chính, loại full time của cửa hàng xoay ca, hoặc là loại part time của cửa hàng tính theo giờ, hoặc là loại cộng tác viên tính theo công khoán. Thì tất cả các loại thời gian làm việc anh chị sẽ liệt kê ra ở đây. Cái sheet thứ ba đó là khu vực và nghiệp vụ. Sheet này có thể hiểu là tất cả các hoạt động liên quan đến chuyên môn của công ty mình sẽ liệt kê ra hết ở đây. Để một lát nữa khi mà khai báo thông tin nhân sự, chúng ta sẽ khai báo rằng là nhân sự đấy thuộc khu vực nghiệp vụ nào. Thường thì khu vực nghiệp vụ chúng ta sẽ chia theo các khối phòng ban chuyên môn lớn của công ty, ví dụ như là kinh doanh, marketing, sản xuất, tài chính hoặc là nhân sự. Vị trí thứ tư đó là các loại vị trí. Trên hệ thống thì có một thông tin được cần khai báo đó là loại vị trí. Một số công ty người ta có thể phân chia theo là nhân viên, chuyên viên, quản lý và giám đốc. Một số công ty có thể chia theo là trainee, junior, middle, senior hoặc là expert, vân vân. Và một số công ty có thể chia theo các line từ 1 đến 10, vân vân. Thì ở đây là nơi để anh chị có thể liệt kê ra các loại vị trí. Nếu công ty mình chưa định nghĩa, anh chị có thể chọn một trong 3 loại ở đây để có thể tự định nghĩa cho công ty của mình. Tiếp theo đó là phần vị trí công việc. Trong vị trí công việc thì đây là nơi để anh chị liệt kê ra tất cả các vị trí đang có tại công ty của mình, từ vị trí CEO đến vị trí trưởng phòng, vị trí nhân viên theo từng chuyên môn nghiệp vụ và từng phòng ban. Ví dụ như ở đây chúng ta có vị trí CEO này, mã vị trí này, thuộc khu vực nghiệp vụ nào này. Thì ở đây khi mà anh chị đã nhập cái tên vị trí thì khi click vào đây, nó sẽ tự động link với cái khu vực nghiệp vụ mà chúng ta đã điền ở cái sheet trước đó.
yêu cầu trước khi sử dụng hệ thống HRM, anh chị cần phải điền đầy đủ tất cả các vị trí mà công ty mình có ở đây. Sau khi đã điền xong tất cả các vị trí thì anh chị sẽ đến phần tiếp theo là phần chính sách lương. Trên hệ thống có thể một số công ty sẽ có cùng một chính sách lương, một số công ty sẽ có những chính sách lương khác nhau, thì ở nơi đây anh chị sẽ liệt kê ra tất cả các chính sách lương có thể có của công ty mình. Ví dụ ở đây tôi làm ví dụ là lương theo tháng với nhân viên văn phòng chẳng hạn, lương theo tháng với những cửa hàng và lương theo sản phẩm với cộng tác viên. Làm sao để chúng ta có thể phân chia được chính sách lương? Chính sách lương sẽ được phân chia dựa vào công thức tính lương. Nếu mà công ty anh chị cùng tính lương theo một công thức trên Excel và cùng một bảng trên Excel thì chúng ta sẽ coi nó là một chính sách lương. Nhưng mà nếu mà chúng ta có nhiều công thức tính lương khác nhau và nhiều mẫu file Excel khác nhau giữa các bộ phận thì đó là những chính sách lương khác nhau. Cụ thể thường thấy đó là chính sách lương giữa văn phòng và chính sách lương với cửa hàng. Rồi, đây là nơi anh chị cần liệt kê ra. Tiếp theo, chúng ta sẽ có phần loại hình nhân sự. Sheet cuối cùng trước khi mà chúng ta tổng hợp đầy đủ thông tin nhân sự đó là sheet loại hình nhân sự, thường có thể là part time hoặc là full time hoặc là cộng tác viên. Công ty anh chị có những thông tin nào thì mình sẽ liệt kê ra ở đây. Và tất cả các sheet trước đó chúng ta tổng hợp với một mục đích, đó là chúng ta sẽ tổng hợp liệt kê ra được danh sách đầy đủ của thông tin nhân sự. Trong sheet cuối cùng này sẽ dùng là dữ liệu để chúng ta upload lên hệ thống HRM trong video tiếp theo. Ở trong đây thì anh chị sẽ điền mã nhân viên. Mã nhân viên thì sẽ không quy ước theo một cái mã mà có chữ base, anh chị có thể hoàn toàn ghi chữ ABC và mã là 001 hoặc là 001. Đấy, ví dụ như vậy. Đấy là tùy do công ty mình quyết định. Và yêu cầu trên hệ thống là mỗi nhân viên phải có một mã nhân viên để định danh từng nhân viên một. Tiếp theo là họ và tên đệm này. Và tiếp theo là tên. Tiếp theo là email. Email này có thể là email của công ty hoặc là email cá nhân của người đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã có email công ty thì khuyến khích chúng ta sẽ đính kèm email công ty vào đây. Tất cả những thông tin màu vàng tôi bôi vàng ở đây có nghĩa là những thông tin anh chị đã khai báo trước đó. Thì khi click vào đây nó sẽ tự động hiển thị ra tất cả các thông tin mà mình đã khai báo trước đó. Thì mình khai báo thông tin như thế nào thì mình sẽ nhập thông tin như ở đây. Ví dụ như bạn nhân viên đầu tiên thuộc văn phòng Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ chọn văn phòng Hồ Chí Minh. Và chọn thời gian bạn đấy làm việc. Đấy, thời gian làm việc chúng ta đã khai báo trước đó ở bên kia. Rồi, tiếp theo thì chúng ta có thể chọn vị trí công việc trước. Bởi vì tôi đã cài đặt hàm là khi mà chúng ta nhập vị trí công việc thì khu vực nghiệp vụ nó tự động nhảy. Ví dụ ở đây chúng ta có thể click vào đây và chọn Media. Hoặc là chúng ta có thể kế toán trưởng. Thì ngay lập tức là cái bộ phận bên đây nó chuyển sang tài chính. Hoặc là tôi sẽ chuyển sang nhân viên kho đi. Thì nó sẽ chuyển sang sản xuất. Tiếp theo là chính sách lương. Nó cũng sẽ tự động lấy thông tin mà chúng ta đã khai báo ở các sheet trước đó. Loại hình làm việc tương tự. Chức danh. Một số công ty thì cái mục chức danh này có thể sẽ trùng với cái mục vị trí công việc. Phần mềm Base thì cho phép chúng ta tự do đặt chức danh theo ý muốn của công ty và không cần phải khai báo lên phần mềm. Chúng ta có thể đặt chức danh đơn giản là giám đốc điều hành hoặc là giám đốc hoặc là nhân viên. Cái phần này thì Base không có yêu cầu quá cao trong việc này. Anh chị hoàn toàn có thể copy cái phần thông tin vị trí công việc và paste vào phần chức danh. Với một số công ty có sự phân biệt rõ ràng giữa chức danh và vị trí công việc thì chúng ta sẽ điền theo quy ước của công ty tại đây. Một tiếp theo đó là lương thực nhận và lương cơ bản. Lương thực nhận thường là cái mức lương để tính ngày công. Và lương cơ bản thường là mức lương để chúng ta đóng bảo hiểm xã hội. Đây, anh chị sẽ điền cái thông tin này vào đây. Ngày vào làm là ngày mà bạn nhân viên đấy đến công ty. Ngày chính thức là ngày mà bạn đấy ký hợp đồng chính thức với công ty. Ngày sinh, số điện thoại, giới tính, địa chỉ. Đấy, ở đây thì tôi đã cài hàm để anh chị có thể lựa chọn các thông tin ở đây rồi. Sau khi mà chúng ta đã tổng hợp xong tất cả các sheet thông tin và mục tiêu cuối cùng là chúng ta tổng hợp được một sheet thông tin với tất cả các thông tin nhân sự như thế này thì đó là những phần mà anh chị đã chuẩn bị đầy đủ để chúng ta có thể bước vào video số 2 tiếp theo đây. Đó là video về cách chúng ta sẽ upload thông tin nhân sự lên hệ thống HRM. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video này. Chúc anh chị có thể tổng hợp được thông tin đầy đủ và trong video sau có thể upload được lên HRM. Vậy là vừa rồi các anh chị đã được tìm hiểu về giao diện của ứng dụng HRM cũng như là cách tổng hợp dữ liệu nhân sự trước khi upload lên hệ thống. Trước khi chuyển sang video tiếp theo, các anh chị sẽ làm theo hướng dẫn của video này. Cảm ơn tất cả các anh chị.